Trường Phát xin chào tất cả mọi người đang xem clip. Hôm nay em xin giới thiệu và thanh lý một bộ equalizer của Hàn Quốc. Và đây là một bộ equalizer với công suất rất lớn là 24W và có mỗi bên 15 cần gạt chỉnh nhạc và có hai volume chỉnh riêng biệt hai vế. Còn đây là một bộ lọc và công suất lớn và có thể đánh hai đôi loa bass 30 và loa sân khấu hoặc loa bass 40 đều rất tốt. Em xin test một đoạn nhạc và em sẽ quay hình ảnh của chiếc lọc xì. Mời các bác cùng lắng nghe. See a girl.
Và em mở công suất cũng nhỏ, khoảng bản số 2, số 3 là bắt tép đã lên rất là tốt. Còn đây là một lọc của Hàn Quốc, nên là các bác thấy là toàn chữ của Hàn Quốc thôi. Đây là hai volume riêng biệt của hai vế, em chỉ để 50% mà âm đi ghép âm đi của Technic hơn 100W và mở lên khoảng số 2, số 3 mà công suất đánh loa bass 40 đã rất hay. Đây là volume của hai vế. Đây là bên tay phải, là vế bên tay phải. Khi cho nhỏ xuống thì đèn này sẽ kéo dài ra và tăng lên, đèn nó sẽ đẩy theo cái phần gạt này. Đây là vế trái. Volume của hai vế siêu nhiệt. Và đây là ấn vào đây thì sẽ không qua bộ lọc, sẽ ấn thử cho bác xem. Tắt lọc các bác nhé. Giờ ấn vào là đèn tắt và không qua lọc thì âm thanh nó sẽ hát luôn. Qua lọc. Khi không qua lọc thì chất âm nghe khác hẳn luôn các bác. Qua lọc thì bass và tép lời nghe rất là hay. Công suất khỏe rất là tăng lên rất nhiều. Đây là 15 cần gạt. Cần gạt mỗi bên là 15 cần gạt. Thì chỉnh nhạc theo nhu cầu của mỗi người. Đây là cái đèn này thì sẽ chạy theo cái cần gạt này, khi tăng lên thì giảm xuống thì cần gạt nó sẽ đèn nó sẽ theo cái này. Lọc chạy điện 110V hoặc 220V đều được các bác nhé.
em đang để gạt sang nước 220V. Vào chiếc âm ly Technic có công suất là hơn 100W và đánh những đôi loa bass 40 rất là nhẹ rồi. Lọc này mà ghép vào những cục đẩy hoặc là âm ly karaoke có công suất lớn thì đánh hai đôi loa 30 hoặc 25 thì rất là đơn giản. Còn đây là một con lọc công suất lớn và với thiết kế rất là đẹp. Và bộ lọc vẫn còn nguyên bản các bác nhé. Còn bác nào cần liên hệ thì có thể vào Zalo hoặc là kết bạn để biết thêm chi tiết về bộ lọc. Bộ lọc thì em vẫn bao zin cho các bác. Ok, bác nào thấy được thì liên hệ với em. Xin chào tất cả mọi người và xin hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Ở clip sau em sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ lọc của Kenwood. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã xem clip.